Trời mới mưa xong này, mọi người ơi, nhìn thấy đẹp quá. Wow, bây giờ là buổi chiều. Dạ. Cái chắc ngon kìa. Chắc ngon kìa. Đúng rồi, con xích ra cả nó cắn con. Phui, phui, Đây, bây phui, giờ là buổi phui. chiều thì trời mới mưa xong. Hoa rất là đẹp. Ui. Đây, ông tới này, ui, em ông này. Từng giọt nước đang còn đọng lại trên búp hoa. Đẹp quá, hoa sầu riêng này. Cái này là hoa nở xong rồi. Ví dụ như là cái này. Lấy cái này. Ồ, đẹp chưa? Cái này nó có 5 cánh. Từng giọt nước đang còn đọng lại trên 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 cái búp này. Mấy hôm nay trời rất là nóng và hôm nay thì trời đã mưa mưa xong rất là mát, đất rất là mát. Wow, cái nhân này nè. Cái hương này thì đang ngược, bị ngược. Wow, đẹp quá. Ê, cái tay bị sao ta?